Rồi. Cột cuối cùng. Còn cột cuối cùng. Cái này là 259 rồi. Mời về tí. Mời về đây đi. Đeo chân đi anh ơi. Đầu nó đang đổ. Rồi bây giờ mà nó chiều này. Một lỗ cuối cùng. Đúng là không có gì phẳng bằng nước nhỉ. Cái mặt này nó mất mặt đi. Anh chiếu phát được 4 tia sao mà anh hiện? Ừ, nó có 4 tia mà. Ok rồi đấy anh Hậu ơi. Bây giờ vấn đề là mấy cái này khăn nữa thôi nào. Ui, đẹp như tranh vẽ. Đóng máy. Cái này chỉ cần qua đêm nay là ngày mai là thờ được rồi. Nhưng mà sợ mỗi đêm nay là để con ra thì cái này để đây nhỉ. Để về nhớ nhắc em cầm lại. Ui. Thôi quay lại lấy cái gì cơ. Nào lấy. Để vào trong nhà để... Thôi là mưa. Ô, bây giờ mà tắm nó lạnh hơn lạnh đi. Cái kia thì anh ấy mang về luôn thôi. Cái kia thì anh mua về. Ui. Anh Duy. Ừ. Chưa được cứu biết đấy không kìa gì đây. Đó là đùi. Nhanh ơi. Em Trọng xin chào các bác nhá. Hiện tại thì em Trọng đang cùng với anh Hiệp, anh Duy cũng như là cả anh phụ cơ khí của anh Duy nữa. Mấy anh em đang trên đường về. Sau khi mà anh em mình dùng cơm với cụ xong là đi về thôi. Mai em Trọng đi là chỉ có một mình thôi. Anh Hiệp là đi trước rồi. Anh Hiệp không đi. Chỗ này là đường bé quá. Tối sợ lảng vảng lại ngã xe. Nên là Hiệp đi trước rồi. Trọng là đi sau. Sau rồi.
biết không? Tàn răng này này. Duy Liễu TV đây. Mọi người có yêu quý anh em mình thì hãy ủng hộ một lượt chia sẻ nhá. Bây xin giờ mới các bác đang live stream à? Không, đang quay video. Đang từ trụ xuống về mọi người ạ. À. Rất là đói rồi nhưng mà hôm nay cố gắng để cho nó xong cái chân cột để chuẩn bị đổ, nên là anh em phải làm đến tối. Tính một thước phim nho nhỏ để mọi người cùng xem cái hành trình anh em mình về. Cháu Hiệp thì đường nhỏ quá nên là không dám ngồi ôm hai, nó phải đi bộ ra ngoài này thì mới dám đi tiếp. Đấy, vì đèn quá tin in và đường quá là nhỏ. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn theo dõi và lắng nghe anh em mình. Ui 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 trong những tập tiếp theo của nhà cụ Súa. Bây giờ thì thôi lệch sống rồi, thôi thôi lệch đường, lệch đường rồi, đi thôi, nguy hiểm quá rồi. Đi hít bụi chứ. Ok.